Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em nhé. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong video buổi sáng ngày hôm nay thì em Tiến về được 3 sản phẩm, về thêm 3 sản phẩm. Đó là một đôi loa Yamaha Modern LS690 la mã, cấu hình sử dụng 3 way trên một thân thùng, tức là dòng loa 3 đường tiếng. Gồm có là một loa bát có đường kính 30, màng giấy gân mút, một loa trung đôm, một loa tép đôm. Có hai vi tinh chỉnh để tăng chỉnh giải lời và giải tép. Đôi loa tuyệt đẹp. Và tiếp theo là một chiếc âm ly. Chiếc âm ly Sansui AU Alpha 707 mặt gương. Giá 6,8 triệu, công suất 320W. Đánh 8 sò than. Và một em súp trầm JBL, mẫu đen là PS150 đến từ Mỹ. Bây giờ mời quý vị các bác các anh chúng ta hãy cùng đi đến từng sản phẩm một, em sẽ báo giá cho quý vị các bác cùng anh em nhé. Thưa quý vị các bác cùng anh em, cái e căng của quả súp trầm đây, nó quá đẹp và zin đét đấy anh em nhé. Đẹp zin đét. Quả súp trầm này sử dụng trong nhà mình một loa bát có đường kính là 25, màng carbon các bác nhé, màng carbon gân cao su zin nguyên bản và tuyệt đẹp, tuyệt vời đẹp. Ở trên cái lắp nó có cái đèn nhá, trên cái lắp nó có cái đèn đời 150 và 250 cũng có cái đèn này các bác nhé. Và giá của quả trầm là 7 triệu đồng các bác nhé, giá 7 triệu đồng. Những quả trầm này các bác chơi vào những căn phòng 40-50m² trở về rất hay nhé, lỗ thông hơi dưới gầm đấy nhé, lỗ thông hơi dưới gầm rất to này, lỗ thông hơi dưới gầm rất to. Ok nhá. Và bên hai bên hông của nó là có cái màu vân gỗ rất là đẹp. Quả trầm JBL model là ES150P sẹt 230 các bác nhá, nãy em đọc nhầm. JBL, quả trầm JBL model là ES150P sẹt 230. Sẹt 230 là điện 230V các bác nhá, điện con này hàng xuất. Công suất của dòng này nó không đà các bác nhé. Điện từ đây là AC điện là 220 và 230V này. Giải tần cắt từ 50 đến 60 Hz các bác nhé. Quả trầm tuyệt vời đẹp, giá 7 triệu đồng các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì hãy điện alo sớm cho em để chốt quả trầm này cho mình. Và là em quả trầm này nó rất là hiếm, cực kỳ hiếm, một hàng hiếm nha anh em nhé. Tiếng nó chất âm cực kỳ hay. Và em có mỗi một quả thôi các bác nhé. Rồi. Và tiếp theo thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với đôi loa Yamaha Modern LS690 la mã, dòng cao hết số của đầu 6 các bác nhé. Một đôi loa tuyệt đẹp, và đây cái căng của nó này nhé, rất là đẹp. Cho một đôi loa Yamaha Modern LS690 la mã, nó quá đẹp, quá xuất sắc anh em. Đôi loa Yamaha Modern LS690 la mã, thông số của cái tem đằng sau. Công suất là 80W trên một thân thùng loa. Đây là công suất tiêu thụ loa thật sự các bác nhé. Đôi loa này trùng seri, có trở kháng 8 ohm. Ví dụ bên này là em đọc 301306 các bác nhé. 301306 các bác nhé. Hàng được sản xuất tại Marinjaban, Nhật Bản. Và đến với bên này thì về thông số của 3 chiều loa. Đây, các bác nhìn cái bát này, quá đẹp, xuất sắc, mỹ mãn luôn anh em. Đôi loa cao 63, rộng 36, sâu 31, giá em Tiến bán là 7,1 triệu các bác nhé. Giá em Tiến bán 7,1 triệu, giá quá rẻ luôn anh em. Đôi loa này thị trường có giá cao lắm, 9-10 triệu anh em nhé, rồi trên nữa. Đây, 301306 các bác nhé, bên kia cũng thế, 301306. Rất hiếm những cái đôi loa Yamaha về mà nó trùng seri như thế này các bác nhá, trùng đôi trùng cặp như thế này. Rồi giá 7,1 triệu anh em nhá. Và đây là chiếc âm ly Sansui AU Alpha 707 mặt gương. Chiếc âm ly mặt gương rất là đẹp, xoay gương thấy này, gọi là mặt gương. Giá 6,8 triệu các bác nhá. Công suất 320W, điện 100V. Đánh 8 sò than. Đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi, chiếc âm ly này tuyệt vời đẹp, zin đét nhé, giá 6,8 triệu.
Ngoài ra có những hàng khủng thì anh em chúng ta đã vài trong ngày hôm qua anh em cũng biết rồi, âm đi san sui AUD 707X đặc cát, dòng âm đi hồi gỗ chỉ vàng bản kỷ niệm. Chiếc âm đi đẹp đứt tay luôn anh em nhá, đẹp thiếu xốp anh em ạ. Thì chiếc âm đi này em bán với giá là 11.500.000 đồng các bác nhé, 11.500.000 đồng, điện 100V, chiếc âm đi đẹp mỹ mãn. Và chiếc âm đi đà lông PMA 940V ở dưới là em đang đánh với này đôi loa Yamaha màu đen đấy, 6/10 ba la mã nhá, em lười ghép âm đi, lười đấu cho nên là đang có này ghép sẵn luôn. Thì chiếc âm đi này có giá là 11.800 anh em nhé, 11.800 rồi, ok, quá đẹp. Thì đối với dòng loa Yamaha model NS690 thì các bác có thể phối ghép với bất cứ phương án nào mà nhà quý vị các bác anh em chúng ta hiện đang có, đặc biệt là nó ghép vào những dòng âm đi sạc xui, âm đi Bühler và nói chung là vân vân. Em thấy là em bán nhiều dòng này rồi, em thấy là nó cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Các bác có thể phối ghép với bất cứ dòng nào các bác thích các bác nhá, rất là hay. Đặc biệt là những chiếc âm đi Jaguar ghép vào hát karaoke luôn, chất âm mang lại hay. Từng giọt mưa tuôn thương người.
Amerika.